Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tài lộc của 12 con giáp nửa cuối năm 2021 dương lịch ai chuyển mình mạnh mẽ, bứt phá thành đại gia. 1. Tài lộc của tuổi Tý. Xem tài lộc của 12 con giáp nửa cuối năm 2021 dương lịch tháng 7, một vài khó khăn trong công việc và tài chính của người tuổi Tý sẽ sớm được khắc phục. Người làm công ăn lương có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp nhờ đó mà chuyện tiền bạc cũng được giải quyết ổn thỏa, còn người làm ăn kinh doanh có lộc trời ban, bạn dễ tìm được cơ hội để khẳng định bản thân. Tuy nhiên, dù mọi việc có đang trên đà tiến triển thuận lợi, con giáp này vẫn cần đề phòng bị kẻ xấu lừa gạt tiền bạc hoặc lợi dụng uy tín để làm điều sai trái, nghiêm trọng còn dính tới pháp luật. Khoảng thời gian tháng 8, 9 có quý nhân phù trợ, người tuổi Tý dù làm trong lĩnh vực gì cũng gặp được rất nhiều điều thuận lợi. Những khó khăn công việc được tháo gỡ, các mối quan hệ với lãnh đạo, đồng nghiệp thêm phần hài hòa, được cấp trên đánh giá cao và đề bạt thăng chức, đề xuất tăng lương, góp phần cải thiện tài chính. Với người làm ăn kinh doanh thì đây cũng là thời điểm bản mệnh có thể mở rộng quy mô công việc. Nếu muốn chinh phục lĩnh vực mới cũng có thể thử sức, bạn sẽ thấy được thành công bước đầu. Đến thời điểm cuối năm, áp lực tiền bạc lại trở nên khá lớn, tuổi tí kiếm tiền không dễ dàng như khoảng thời gian trước đó, thậm chí phải nỗ lực gấp nhiều lần so với bình thường mới đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, bản mệnh cần giữ tâm lý lạc quan, tích cực, không ngừng cố gắng, rồi công việc sẽ lại trở về với guồng quay quen thuộc, mọi việc tiến triển tốt, hứa hẹn ký kết nhiều hợp đồng giá trị, bản thân vừa có tiền bỏ túi lại còn được cấp trên trọng vọng, để bạt thăng tiến. hai Tài lộc của tuổi sửu theo tử vi năm 2021, vận trình tài lộc của người tuổi sửu lên xuống khá thất thường trong khoảng thời gian cuối năm dương lịch này. Tháng 7, may mắn tháng này có hoạnh tài bất ngờ, lợi cho người làm ăn, buôn bán, bạn có thể kiếm được một khoản kha khá từ những mối đầu tư không mấy triển vọng trước đó. Nhờ khoản tiền này, một số công nợ được xử lý triệt để, bạn dư khả năng tích lũy một khoản kha khá cho riêng mình. Tuy nhiên, trong tháng sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, dễ đau yếu, mất tiền thuốc thang trị bệnh nên tài chính cũng biến động. Hãy chú ý cân đối thu chi, để phòng tình trạng phá tài vào cuối tháng tháng 8, tháng 9 tài lộc cực vượng, nhiều cát tinh soi chiếu khiến tiền bạc dồi dào, kinh doanh buôn bán phát lộc, thu nhập tăng lên đáng kể. Bản mệnh có hoạnh tài bất ngờ, chuyện làm ăn dễ, trúng mánh, bạn có thể mạnh dạn đi theo những kế hoạch mà mình đã vạch ra từ trước, rất có thể sẽ thu được kết quả bất ngờ. Người làm công ăn lương có thể nhận được một khoản tiền thưởng từ những thành tích xuất sắc trong công việc thậm chí được cất nhắc tăng lương. Tuy nhiên, dẫu tiền nhiều mà sức khỏe yếu, tốn tiền thuốc thang thì cũng không trọn vẹn. Nếu có thể, bớt tham lam, ôm đồm nhiều việc để dành thời gian nghỉ ngơi, phục hồi cơ thể bạn nhé. Thời điểm cuối năm, tài lộc lên xuống bất ổn, đa phần có dấu hiệu suy giảm do có hung tinh chủ về hao tán chiếu. Theo đó, làm gì cũng nên lấy phương châm tiết kiệm hàng đầu, đừng vung tay quá chán, kẻo rơi vào cảnh vay mượn, nợ nần. 3. Tài lộc của tuổi dần Tháng 7 và tháng 8 dương lịch, người tuổi dần dễ gặp sự lành, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ thu nhập của người làm công ăn lương tăng, có thể do được tăng lương hoặc nhận khoản hoa hồng nào đó. Bản mệnh chỉ cần cố gắng là ắt nhận được thành quả như ý muốn, dù có phải cạnh tranh với đồng nghiệp nhưng đó là cạnh tranh lành mạnh, giúp bạn rèn luyện bản lĩnh vững vàng. Người làm ăn kinh doanh có thể xem xét mở rộng quy mô làm việc vào khoảng thời gian này. Tất nhiên thời gian đầu sẽ gặp khó khăn vướng mắc, song có quý nhân phù trợ, bạn nhanh chóng tìm ra hướng đi phù hợp và dần thu được lợi nhuận bước đầu. Tuy nhiên, tháng 9, 10 bản mệnh cần cẩn thận trong việc đầu tư kinh doanh hay chi tiêu bởi tiền bạc có dấu hiệu hao tán, áp lực kinh tế ngày một lớn. Khoảng thời gian này, bản mệnh khó có thể chia sẻ cùng người thân, vì thế mà liên tục rơi vào tình trạng căng thẳng do phải lo toan, suy nghĩ quá nhiều. May mắn đến cuối năm, mọi việc dần trở về quỹ đạo, tiền bạc tài chính cũng không còn là áp lực quá lớn. Khoảng thời gian này thiên tài vượng, lấy nguồn thu nhập thụ động hoặc phụ làm chủ, đầu tư kinh doanh sinh lời, thu về nhiều lợi nhuận. Bản mệnh là con giáp sống có kế hoạch, cố gắng làm việc thì sẽ thu về được một khoản đủ để bù đắp khó khăn trước đó. 4. Tài lộc của tuổi Mão. Xin chúc mừng người tuổi Mão vì bạn sẽ gặp được khá nhiều điều thuận lợi trong lĩnh vực tài lộc suốt khoảng thời gian này. Theo tử vi tài lộc của 12 con giáp nửa cuối năm 2021 dương lịch, bản mệnh luôn tập trung vào nhiệm vụ được giao nên có thể hoàn thành tốt trọng trách mà lãnh đạo giao phó ngoài ra bạn cũng chủ động sông pha nhận thêm những công việc khó khăn mà nhiều người chối từ nhờ vậy mà bạn không những nhận được tiền thưởng mà còn chiếm được lòng tin của lãnh đạo với những làm công ăn lương hoặc tiếp xúc với những nhiệm vụ mới thì chất lượng công việc dần dần được cải thiện bạn đã giải quyết các nhiệm vụ quen tay nên không còn nhiều khó khăn khúc mắc như trước chuyện kiếm tiền cũng khá thuận lợi bởi bạn quen được thêm nhiều đối tác bạn hàng mới tuy nhiên dù mọi chuyện có thuận lợi đến mấy thì bản mệnh cũng không nên lơ là Đặc biệt là thời điểm cuối năm, bản mệnh cần cẩn thận mỗi khi tiếp xúc với những đối tượng khách hàng, đối tác làm ăn mới, nếu không dễ mắc bẫy, phải dùng tiền mới giải quyết được vấn đề. Cuối năm cũng là lúc các khoản chi phí không ngừng gia tăng, bạn cần mua bán, sắm sửa cho bản thân và gia đình, vì vậy cần chú ý chi tiêu có kế hoạch hơn, chớ tiêu tiền cho những sở thích nhất thời, khiến tiền bạc nhanh chóng trôi ra khỏi túi. 5. Tài lộc của tuổi Thìn. Người tuổi Thìn có tháng 7 tài lộc khá bình ổn hãy tiếp tục kiên trì và hoàn thành những nhiệm vụ mà cấp trên giao phó bạn sẽ gặp được một vài cơ hội để thể hiện khả năng của mình tạo thêm cơ hội được cất nhắc trong tương lai nhận được một khoản thưởng nóng xứng đáng với người làm ăn thì tình hình tài chính không có nhiều biến động bạn nên dành nhiều thời gian để nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển hơn là vội vàng đầu tư vào một lĩnh vực nào đó Đến tháng 8 dương lịch nhiều cơ hội xuất hiện tới tấp cho bạn lựa chọn, bạn chỉ cần cân nhắc xem mối đầu tư nào phù hợp với năng lực của mình và có khả năng phát triển trong tương lai hơn mà thôi, chắc chắn bạn sẽ nhận được một khoản lợi lãi hậu hĩnh. Những người làm công ăn lương nên tự tin hơn trong việc thể hiện quan điểm, ý kiến cũng như phát huy điểm mạnh của bản thân mình. Làm được điều đó, bạn sẽ dễ dàng lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo, cuối tháng có khả năng được thưởng nóng hoặc tăng lương. Sau khi bước chân sang tháng 9, bạn cần cẩn thận hơn trong mối quan hệ xung quanh, đừng để kẻ xấu có cơ hội hãm hại mình. Chuyện làm ăn kinh doanh cần cân nhắc kỹ càng, không nên nông nóng rồi cuối cùng thiệt hại lại do chính mình gánh chịu. Cuối năm, tài vận của bản mệnh có dấu hiệu phát triển rực rỡ. Bạn có thể nắm bắt được những cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng ngưỡng mộ, giúp lợi nhuận phát triển nhanh chóng hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. 6. Tài lộc của tuổi tỵ. Tháng 7 dương lịch, tình hình tài chính của người tuổi tỵ có dấu hiệu tăng nhẹ với những người làm ăn, cho thấy hướng đi trước đó bạn lựa chọn là đúng đắn. Nhưng sang tháng 8, tài lộc có dấu hiệu suy giảm, có thể là vì bạn thường xuyên phải tiêu pha cho các hoạt động xảy ra trong công việc, trong cuộc sống. Mức lương lúc này không có dấu hiệu tăng lên, vì thế mà bạn cần phải lên kế hoạch chi tiêu cho rõ ràng nếu không muốn rơi vào cảnh cháy túi với người làm ăn bản mệnh có tham vọng mong muốn mình kiếm được một khoản tiền lớn nhưng không nên vì thế mà tìm cách cạnh tranh không lành mạnh với người khác đồng thời bạn cũng chớ vội vàng đưa ra quyết định đầu tư nếu không muốn rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo đến cuối năm tình hình kinh tế có dấu hiệu cải thiện nhờ có các tinh chiếu mệnh bản mệnh có cơ hội gặp gỡ quý nhân quý nhân sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề còn tồn động đồng thời vạch ra những hướng phát triển hợp lý trong tương lai những khoản đầu tư nằm im trước đó đã bắt đầu sinh lời và thu về không ít lợi nhuận. Với người làm công ăn lương, bạn có cơ hội được thưởng nóng hoặc tăng lương vì vừa hoàn thành được những nhiệm vụ quan trọng mà cấp trên giao phó. 7. Tài lộc của tuổi ngọ Tình hình tài chính của người tuổi ngọ có dấu hiệu tăng trưởng rõ ràng trong tháng 7. Nhờ có các tinh chủ về tài lộc chiếu mệnh nên nguồn thu chính được cải thiện đáng kể bạn có thể được thưởng hoặc tăng lương vì những cống hiến trong công việc còn người làm đầu tư kinh doanh vất vả ngược xuôi cũng sẽ được hưởng thành quả xứng đáng với công sức lao động của mình đáng tiếc trong tháng ngay sau đó thì tài chính lại có dấu hiệu đi xuống trong khi đó những việc cần chi tiêu lại không ngừng tăng lên do đó bản mệnh cần tiết chế tránh mua những món hàng không thực sự cần thiết người làm đầu tư cũng tránh đưa ra quyết định vội vàng trong thời điểm này bởi nếu vậy thì bạn rất dễ rơi vào cảnh thất thoát tiền bạc Trước khi có ý định rót vốn vào đâu đó, bạn cần xác thực độ đáng tin cậy của thông tin, đồng thời nhìn nhận rõ thực lực của mình cũng như hoàn cảnh trước mắt. Cuối năm, tình hình kinh tế không được khả quan lắm trong thời điểm này là bởi mức lương hoặc mức lợi nhuận không gia tăng, nhưng bạn lại có nhiều vấn đề cần phải chi phí. Tốt nhất hãy cân đối chi tiêu để không rơi vào cảnh cháy túi. 8. Tài lộc của tuổi Mùi Tử vi tài lộc của 12 con giáp nửa cuối năm 2021 thấy rằng khoảng thời gian tháng 7 dương lịch tình hình tài lộc không thực sự tươi sáng. Dưới tác động của cục diện sung thái tuế, bạn dễ phải chịu sự nhòm ngó, xét nét của kẻ tiểu nhân. Chẳng ai có thể làm vừa lòng được tất cả mọi người, bạn chỉ cần làm tốt việc của mình và bỏ ngoài tai những lời thị phi. Đừng nên nóng nảy tự đẩy mình vào rắc rối, thậm chí phải dùng đến tiền mới giải quyết xong. Sang tháng 8, phương diện tài lộc có những bước phát triển ổn định bạn nên phát triển theo hướng chậm mà chắc chứ không nên vội vàng đầu tư vào những mối có thể thu hồi vốn một cách nhanh chóng tuy nhiên trên phương diện chi tiêu có lẽ bạn đang dành quá nhiều tiền cho việc phô trương bản thân trên thực tế bạn không nhất thiết phải khoe mẽ nếu muốn nhận được sự chú ý của mọi người hãy tự tin làm chính mình người khác sẽ bị hấp dẫn bởi chính con người của bạn thôi gần cuối năm vận trình của người sinh năm mùi có dấu hiệu ổn định và phát triển rõ ràng hơn trước đó bạn có thể gặp gỡ được quý nhân hoặc người đồng chí hướng, đôi bên sẽ hợp tác để cùng hướng tới một mục tiêu cụ thể. Khoảng thời gian này, tiền bạc không gặp phải vấn đề gì quá lớn, người làm công ăn lương có thể nhận được các khoản tiền thưởng cuối năm, người làm ăn kinh doanh có thể thu được lãi lời nhờ nhu cầu mua sắm của khách hàng gia tăng. Những khó khăn trước đó dần được giải quyết, cộng với việc chi tiêu hợp lý thì bạn vẫn còn tiền để tiết kiệm, phòng biến cố xảy ra. 9. Tài lộc của tuổi thân Khoảng thời gian nửa cuối năm 2021 dương lịch này, phương diện tài lộc của người tuổi thân gặt hái được nhiều trái ngọt. Cát khí vượng nhờ tài tinh chiếu mệnh, con đường kiếm tiền rộng mở, nhiều cơ hội đến bất ngờ. Bản mệnh phát huy được hết sức nhanh nhẹn và nhạy bén của mình, làm gì cũng thu được khoản lợi nhuận đáng kể. Khi kinh tế được cải thiện tích cực như vậy, chất lượng cuộc sống cũng được nâng cao khá rõ, mang tới cho bạn tinh thần thoải mái và hăng hái để theo đuổi mục tiêu của mình với người làm công ăn lương bạn có thể chinh phục được mục tiêu mình đã đặt ra từ trước thậm chí gây ngạc nhiên cho lãnh đạo và đồng nghiệp xung quanh bạn có cơ hội được thăng chức tăng lương thậm chí trở thành con giáp có sức ảnh hưởng có thể chỉ huy điều hành nhiều công việc quan trọng đem lại lợi nhuận cho tập thể tuy tài lộc trên đà khởi sắc nhưng nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng tuổi thân lại có lối chi tiêu phóng khoáng nên chi nhiều hơn thu tài lộc khó tụ cần thay đổi thói quen để duy trì nguồn tài chính ổn định chớ nên mua sắm thứ này thứ khác để đua đòi theo người nọ người kia thời điểm cuối năm chuyện kiếm tiền không còn thuận lợi như trước nữa bạn sẽ phải nỗ lực gấp đôi gấp ba thường ngày mới mong hoàn thành công việc đúng thời hạn yêu cầu hơn nữa con giáp này sẽ phải tự thân cố gắng làm việc một mình mà không có ai trợ giúp đồng tiền chảy về túi cũng eo hẹp hơn Tuy nhiên đừng quá lo lắng, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời và giúp bạn khơi thông thế bế tắc, khi đó bạn sẽ thấy sự nghiệp của mình có bước phát triển không nhỏ, những ngày cuối năm là thời điểm bạn có thể tìm ra hướng đi mới cho mình. 10. Tài lộc của tuổi dậu. Vận trình tài lộc của người tuổi dậu rất tốt trong tháng 7 dương lịch. Nhân khi cát khí lan tràn, không chỉ công việc có khởi sắc mà thu nhập cũng tăng lên, có người thậm chí còn được thăng quan tiến chức tăng nguồn thu nhập của mình lên một cách ổn định người làm ăn cũng có cơ hội ký kết những hợp đồng có giá trị, cần nhanh nhẹn nắm bắt, đừng để thời cơ trôi qua một cách đáng tiếc. Sang tháng 8, 9 dương lịch, tài lộc có dấu hiệu chững lại. Hung tinh chiếu mệnh sẽ gây ra vận đen đuổi khiến mọi việc không như ý bản mệnh, điểm báo bất chắc rình rập. Do đó, bạn làm gì cũng phải cẩn thận, tránh xa các mối đầu tư mạo hiểm, để phòng an toàn giao thông kẻo vừa mất tiền vừa ảnh hưởng đến sức khỏe. Có điều, cũng phải thấy rằng thách thức và khó khăn luôn song hành cùng cơ hội. Khó khăn chỉ là tạm thời, người nỗ lực vươn lên, phấu đấu không ngừng nghỉ sẽ là người gặt hái được thành công ngoài mong đợi. Đến cuối năm, phương diện tài chính khởi sắc trở lại. Vượt qua khó khăn lúc trước, việc kiếm tiền trở nên suôn sẻ hơn, thu hoạch được nhiều nguồn lợi nhuận khả quan, nhờ vậy mà chất lượng cuộc sống được đảm bảo và nâng cao. 11. Tài lộc của tuổi tuất Thời điểm nửa cuối năm 2021 này, tình hình tài chính của người tuổi Tuất gặp nhiều khó khăn, công việc có kẻ phá bĩnh, gây điều tiếng thị phi, ngấm ngầm hãm hại. Tiểu nhân có thể là người ở ngay cạnh, hãy cẩn thận trong mỗi việc mình làm, nếu không tiền dễ mất lại còn gây ảnh hưởng đến danh tiếng. Khi cảm thấy áp lực kiếm tiền tăng lên khá rõ, làm việc gì cũng không thuận lợi, bạn chớ giảm sút sự hăng hái và nhiệt tình cho công việc, vì càng như thế thì mọi việc càng trở nên trì trệ hơn. Hãy kiên trì cố gắng, rồi quý nhân sẽ xuất hiện giúp đỡ bạn tìm ra lối thoát trong tình thế bế tắc. Khoảng tháng 8, tháng 9, bản mệnh dễ mắc tật chủ quan, cứ tặc lưỡi là rút hầu bao không suy nghĩ cho nên khó tránh khỏi sai lầm. Tháng này có hiện tượng phá tài nên giữ túi tiền thật chặt. Đặc biệt trước khi đưa ra quyết định tiêu pha hoặc đầu tư, bạn cần biết trong túi của mình có bao nhiêu tiền để biết dừng lại đúng lúc. Cách thức làm việc quyết định phần lớn tới kết quả công việc. Hãy thử thay đổi cách làm hiện tại, biết đâu nó sẽ mang tới nguồn cảm hứng hoàn toàn mới, giúp bạn có được sự đột phá trong sự nghiệp, đem lại nguồn lợi nhuận lớn trong tương lai. Cuối năm, tài vận ít có tiến triển nhưng nhu cầu chi tiêu lại tăng lên, việc tiêu tiền diễn ra thường xuyên dù mục đích không phải lúc nào cũng thật sự cần thiết. Thói quen mua sắm vô tội và khiến bạn tự gây ra áp lực kinh tế cho mình. 12. Tài lộc của tuổi hợi Khoảng thời gian tháng 7, tháng 8 dương lịch, người tuổi hợi được cắt tinh che chở, vận khí hanh thông, mưu sự dễ thành, tiền bạc trôi chảy. Dù công việc tăng lên, bản mệnh sẽ khá vất vả nhưng mọi chuyện đều tiến triển thuận lợi, đầu xuôi đuôi lọt, nhận được kết quả xứng đáng. Tuy nhiên khoảng thời gian sau đó, tài lộc chỉ khởi sắc ở mức độ vừa phải, tình hình kinh doanh, buôn bán có phần chững lại, thiếu sự đột phá, bạn cần phải tìm hướng đi mới phù hợp với xu thế hiện tại, không nên đi mãi theo một lối mòn nào đó. Nếu làm ăn kinh doanh, chớ vì cả tin mà bị lừa gạt, chiếm đoạt tài sản. Với người làm công ăn lương, sự nghiệp có dấu hiệu trì trệ, thiếu tính trơn tru, thậm chí có điểm báo cạnh tranh, đấu đá, tiểu nhân hãm hại. Dù không có ý tranh giành, bon chen, nhưng bạn vẫn có thể bị lôi vào cuộc vì sự cả nể. Phải thật thận trọng trong việc tin tưởng người xung quanh, đề phòng bị đâm lén sau lưng dẫn đến tình trạng mất tiền mất của đến cuối năm tài chính có dấu hiệu khởi sắc bạn khắc phục được nhiều khó khăn ngoài thu nhập chính thì còn dựa vào khoản tích lũy lâu dài và biết đầu tư đúng chỗ mọi việc diễn ra suôn sẻ như ý bạn không còn nỗi lo về tiền bạc cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại